Hồi năm cuối đại học, anh cùng với nhóm bạn của mình làm một dự án thực tế. Tụi anh học về công nghệ thông tin và người quen của một đứa bạn học chung với anh có một cái công ty và họ có nhu cầu muốn thuê viết một cái phần mềm cho một cái chức năng trong công ty. Và thế là biết đứa cháu của mình có học về chuyện đó nên là nó cũng nhận và tụi anh cùng nhau thực hiện cái project này. Ok? Và khi mà thực hiện cái project này, điều đầu tiên mà tụi anh ngồi xuống làm và dành nhiều thời gian nhất cho dự án đó là gì các bạn biết không? Là suy nghĩ xem là mình sẽ chia tiền như thế nào. Chia ra, ok, mỗi người giống như là đầu tư cổ đông, cổ phần vậy đó. Mày sẽ được 10%, vai trò của mày là nhiêu đây, mày sẽ được 20%. Rồi nếu chúng ta lời được nhiêu đây, mày sẽ được 30%. Rồi nếu dự án này kéo dài thêm 6 tháng. Rồi nếu 6 tháng chúng ta sẽ có nhiêu đây tiền phải chia như thế nào ta. Chia kiểu này thì không công bằng, chia kiểu này thì không được, chia kiểu này thì không hợp lý lắm. Và tụi anh dành ra rất nhiều thời gian để thảo luận với nhau xem là sẽ chia tiền như thế nào khi đã hoàn thành xong project này. Trong khi đó là một trong những dự án đầu tiên mà tụi anh làm. Từ xưa tới giờ là sinh viên thôi mà, chứ đi học, đi về thôi và làm những bài tập trong lớp thôi, chứ hề có một kiến thức kinh nghiệm mà thực tế hết. Chưa bao giờ hoàn thành một cái project mà ra được kết quả tới nơi tới chốn. Và ở thời điểm đó tụi anh không nghĩ là những thứ mình học trong trường với lại những cái mà thực tế đòi hỏi nó có một khoảng cách rất là xa để có thể cái thứ lý thuyết mà mình làm ra được xài được cho một cái đối tượng cụ thể. Tụi anh không nghĩ và biết được nhiều về chuyện đó, cứ nghĩ là mình cứ lập trình ra một phần mềm là người ta sẽ xài thôi, nên là nếu mà xài được thành công thì chắc chắn sẽ có tiền mà, nên là sẽ chia nhau ra và bàn qua bàn lại, chỉnh con số lên chỉnh con số lại. Và sau khi tốn một khoảng thời gian để xong nó rồi thì mới bắt đầu bắt tay vào dự án để làm. Đó đúng là khi bắt tay vào dự án để làm nó khó khăn hơn tụi anh tưởng. Và do đã tốn một khoảng thời gian rất dài để làm chuyện đó cho nên là nó lại càng khó khăn hơn trong lúc mà triển khai cái tính năng, cái những cái thứ mà bên cái người chủ công ty đó yêu cầu. Và khi mà cái dự án nó cực kỳ khó khăn thì thằng bạn thân của anh, đứa mà anh hay kể là rất là lanh lợi á, hoạt bát á, nó đến và chia sẻ với cả nhóm về cái việc mà nó hỏi bác của nó. Tại bác nó là bác sĩ, và không chỉ là làm bác sĩ thôi mà bác nó có phòng mạch riêng của mình, rồi có những cái dự định ấp ủ mở những bệnh viện riêng, là có nhiều kinh nghiệm trong việc kinh doanh và va chạm những cái dự án thực tế rồi, là người rất rất là nhiều những kinh nghiệm. Và thế là nói chuyện với nhau, bác nó có khuyên nó một câu mà nó chia sẻ lại với anh em ở thời điểm đó mà anh vẫn còn nhớ hoài tới thời điểm này. Đó là khi mà hỏi và chia sẻ lại toàn bộ trải nghiệm làm việc của nhóm cho bác, thì coi bác nó góp ý sai chỗ nào để lần sau sửa. Thì bác nó mới nói là tụi con gặp phải một cái sai lầm của hầu hết những người trẻ khi mới làm một cái project nào đó, ai cũng gặp hết, là kết quả chưa có cái gì hết mà đã lo ngồi xuống mà chia rồi. Đã có cái gì đâu mà chia, và trong những lần đầu tiên làm thì chắc gì đã làm được thành công mà ngồi đó dành ra thời gian quá nhiều để chia chác cho nhau và nghĩ về những cái việc đó quá sớm. Thì đó là một trong những cái sai lầm của hầu hết những cái đội nhóm trẻ tuổi, hầu hết những cái nhóm mới khi làm một cái project, một dự án hoặc mới kinh doanh hoặc mới làm bất cứ điều gì mà ngồi toàn là thảo luận chi chát không, trong khi là chưa có dịch gì hết, cái năng lực mà tạo ra kết quả của mình cũng không có gì. Thì nó là sai lầm mà mắc phải. Và lúc đó nó chia sẻ cho tụi anh cũng ngẫm nghĩ mà thật sự anh không hiểu lắm về cái bài học đó. Cũng nghĩ là phải nghĩ tính trước chứ lỡ mai mốt rồi nó chia ra không công bằng thì sao. Thì cũng cứ luẩn quẩn với câu hỏi đó trong đầu của mình. Mãi sau này khi đi làm và trải nghiệm nhiều hơn và nhìn nhận lại cái trải nghiệm ngày hôm đó, anh mới thật sự hiểu điều mà bác nó muốn nói là gì. Nếu đối với một cái người mà các bạn đã có nhiều kinh nghiệm rồi, bạn chắc chắn là mình biết cái việc mình đang làm là gì và mình sẽ deliver được result bởi vì mình đã làm được nó trong quá khứ rồi. Thì ngay từ trước khi bắt đầu một cái project, bắt đầu một cái nhiệm vụ, bắt đầu một cái mối quan hệ với một công ty nào đó mới, nhận cái project đó về, chúng ta sẽ phải bàn với nhau trước là hey, nếu tôi mang lại được kết quả mình sẽ có được bao nhiêu phần thưởng, đúng không? Cái benefit là gì? Cái trả cho tôi cái tiền lương tương xứng như thế nào, đúng không? Và nếu có đội nhóm của mình cũng có làm, mình cũng phải báo trước là tao sẽ chia cho mày bao nhiêu phần trăm khi thực hiện được cái này. Nhưng đó là dành cho những người đã có kinh nghiệm, đã trải qua được nhiều lần và chắc chắn là mình nắm trong lòng bàn tay là mình sẽ deliver ra được kết quả. Thì phải thống nhất để chia trước. Nhưng với cái đối tượng mà những bạn mà mới đi làm, những bạn lần đầu tiên có những trải nghiệm và va chạm thực tế, thì chúng ta khoan nghĩ về kết quả được cái gì quá nhiều, mà hãy nghĩ vào chuyện là mình sẽ trở thành một người như thế nào, mình sẽ rèn luyện được những kỹ năng gì, mình sẽ học được những cái gì mà trong lý thuyết không có, để mà cái quan trọng nhất khi thực hiện một cái project nào đó, một cái công việc nào đó, là mình trải qua cái quy trình
từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, từ lúc mọi thứ vẫn là ý tưởng, vẫn là con số 0, 0 tròn trĩnh. Và mình, cái plan của mình là gì, là một đường thẳng giống như vậy nè. Nhưng mà khi làm mới thấy là nó như vậy, nó đi lên đi xuống mà mình vẫn không bỏ cuộc. Và chạm được tới đích cuối cùng, mình nhìn thấy được nó ra hình hài. Ồ, nó thành kết quả rồi kìa. Trời ơi, đó là cái phần thưởng và cái kết quả lớn nhất mà một người có được. Ai trải qua toàn bộ quá trình đó, mình sẽ thấu thấm và thực sự hiểu. Rồi còn cái kết quả đó phân chia như thế nào, đó còn phải là điều quan trọng nhất khi mới bắt đầu. Bởi vì để chạm được tới cái đích đó là một cái chặng hành trình không dễ dàng với những người mới. Nên nhiều người có suy nghĩ khi mới đi làm, thấy rất là nhiều bạn làm chưa được bao lâu mà đã nhảy việc. Làm được chưa được bao lâu, đầu năm, trong đợt Tết vừa rồi chẳng hạn, canh mà nhận hết tiền lương, tiền thưởng xíu xíu, rồi mà đầu năm lại nhảy việc. Và cứ mong đợi là cái kết quả tôi nhận được bao nhiêu thì tôi mới làm. Và dĩ nhiên, một lần nữa nhấn mạnh, nếu các bạn là người đã có kinh nghiệm rồi là cái cuộc chơi có chuyện khác. Còn những bạn mà chỉ mới ra trường, mà chỉ mới là 1 năm, 2 năm, công việc vẫn chưa tới đâu, kết quả mình vẫn chưa đóng góp được nhiều, mình vẫn chưa thực sự chắc chắn về cái giá trị mà mình mang lại, mình chưa có trong tay mình những lá bài để có thể deal, để có thể đàm phán, để mà có được cái kết quả nào đó nó rõ ràng hơn, thì khoan tập trung vào kết quả. Khoan có một cái bài toán trong đầu của mình là tăng lương cho em đi, em mới làm việc hết mình. Em phải làm việc hết mình hết, em mới từ từ có thể cân nhắc được tăng lương. Thì đó là thứ mà anh ước gì mình đã được hiểu ra được nó sớm hơn. Thì ngay từ thời là sinh viên thôi, ngay từ thời vẫn là một cái đứa chưa ra trường, có khi anh đã có những thành tựu mới cho mình, để tích lũy cho mình những cái trải nghiệm mà không một ai có, để mà sau này công việc của anh nó sẽ thăng tiến nhanh hơn rất là nhiều. Mà comment xuống phía dưới xem, nếu những ai đã từng đi làm nhiều năm cũng chia sẻ xuống là một trong những bài học, những sai lầm mà các bạn có khi mới chập chững vào nghề, khi mới bắt tay vào công việc thực tế, khi mới va chạm vào đời là gì. Comment chia sẻ xuống phía dưới để những bạn mới, những bạn vẫn còn đang trong ghế nhà trường, những bạn mới chỉ đi làm thôi, có thể học hỏi và trao đổi cùng với nhau ở phía dưới nha. Và đừng quên nhấn vào nút subscribe, bật chuông thông báo lên để không bỏ sót bất cứ video clip nào anh chia sẻ cho các bạn.